Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin mời quý vị và các bạn nghe bài Điểm sáng công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh. Tiếp đến là chuyên mục khám phá trong tuần với bài Cây cầu nối hai miền di sản. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, gần 300 đại biểu là các già làng trưởng bản, các cán bộ phòng chuyên môn, cán bộ thôn khu thuộc các địa phương Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn đã có chuyến tham quan nghiên cứu học tập mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại Đông Triều. Đây là các đại biểu thuộc các địa phương đã hoàn thành chương trình 1-3 năm và ra khỏi diện đặc biệt khó khăn của tỉnh. Sau khi tham quan dân hương tưởng niệm các vị vua trần tại đền An Sinh, đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh đã đi tham quan thực tế mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Việt Dân, mô hình vườn mẫu nhà mẫu. Đoàn đã được lãnh đạo xã Việt Dân trực tiếp báo cáo những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm thực tế trong việc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia vào việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những kinh nghiệm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là những cách làm sáng tạo hiệu quả của người nông dân trong phát triển kinh tế gia đình. Đại diện Ban dân tộc tỉnh cho biết, chuyến đi tham quan thực tế tại Đông Triều rất có ý nghĩa. Đông Triều là địa phương thực hiện rất tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để Ban dân tộc tỉnh cũng như các cán bộ thôn bản thuộc các xã đã hoàn thành chương trình 1 năm và ra khỏi diện đặc biệt khó khăn nghiên cứu học tập áp dụng và thực tiễn tại địa phương để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Với mục đích phát huy giá trị của di sản văn hóa nhà Trần trên đất Đông Triều, đồng thời quản lý tốt hơn các hiện vật cổ vật của khu di tích, thị xã Đông Triều đang triển khai chương trình số hóa trong lĩnh vực này. Trong đợt này, 178 di vật cổ vật tại 5 di tích gồm đền An Sinh, Thái Miếu, Chùa Quỳnh Lâm, Chùa Trung Tiết, Lăng Mộ, Vua Trần, Anh Tông sẽ được quản lý bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Các hiện vật cổ vật sẽ được chụp ảnh, quét 3D kết hợp với thuyết minh, để từ đó phần mềm sẽ xử lý xây dựng thành nội dung hình ảnh thực tế ảo đầy đủ về về hiện vật cổ vật, giới thiệu với người xem về lịch sử giá trị văn hóa của hiện vật cổ vật trong quần thể kiến trúc giá trị di sản văn hóa nhà Trần trên đất Đông Triều. Đến thời điểm này, việc chụp ảnh quét 3D các di vật cổ vật đã cơ bản hoàn tất. Ban quản lý khu di tích nhà Trần đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội dung thuyết minh gần 180 hiện vật cổ vật tại các di tích nêu trên, dự kiến đến hết tháng 10 sẽ hoàn tất các phần việc liên quan việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo và quản lý hiện vật cổ vật tại các di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần sẽ giúp cho các đơn vị quản lý, quảng bá, thu hút được tốt hơn, đồng thời giúp du khách có thể tham quan, tham khảo khi chưa có điều kiện đến trực tiếp, qua đó thu hút họ tới thăm trong tương lai. Công nghệ này còn giúp người dùng trải nghiệm chân thật nhất mà không cần đến tận nơi, tiết kiệm chi phí, không hạn chế về thời gian, không gian, phù hợp với xu hướng của thế giới. Ngoài ra, việc số hóa sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu rất nhiều vì không thể khi nào cũng có điều kiện để tiếp cận trực tiếp với hiện vật cổ vật, các không gian thật ngay lập tức giúp việc phục hồi các tiêu bản một cách nhanh nhất, phục vụ cho lưu trữ, hay phục chế và trưng bày những cổ vật bảo vật được dễ dàng hơn. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thị xã Đông Triều phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và tư vấn sức khỏe cộng đồng cho cán bộ chính quyền, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân xã An Sinh. 30 học viên tham dự được tập huấn những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu như kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp, đánh giá tình trạng nạn nhân, xử trí nạn nhân bị dị vật đường thở, xử trí nạn nhân bị ngừng thở, ngừng tim, điện giật bỏng, đuối nước, thực hành sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó cứu thương nạn nhân bị chảy máu, sơ cấp cứu nạn nhân bị gãy xương, bị chấn thương hở vùng ngực, thực hành vận chuyển nạn nhân an toàn. Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện và tư vấn sức khỏe cộng đồng cho cán bộ chính quyền tình nguyện viên chữ thập đỏ và người dân xã An Sinh. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua tại nhà hát Cánh Diều Palace, công viên nước Hà Lan, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Mạo Khê đã tổ chức liên hoàn văn nghệ các khu phố năm 2020. Tại chương trình đồng chí Hoàng Văn Đề, ủy viên ban thường vụ thị ủy, bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê đã thông tin kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên công chức viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường Mạo Khê tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học khu phố, thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng phường Mạo Khê ngày càng giàu mạnh, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và đất nước trong thời gian tới. Tham gia liên hoan văn nghệ, các khu phố Phường Mạo Khê năm 2020 có 24 trên 24 khu phố đăng ký biểu diễn với 72 tiết mục chọn lọc đặc sắc với các thể loại khác nhau như hát múa, ngâm thơ, tấu nhạc, tiểu phẩm, liên hoan diễn ra trong 3 buổi tối các ngày 28, 29 và 30 tháng 9. Liên hoan là một hoạt động hết sức bổ ích ý nghĩa thông qua những lời ca tiếng hát điệu múa giúp các diễn viên không chuyên đến từ các khu phố trên địa bàn Phượng Mọc Khê được giao lưu học hỏi và phát huy phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân để xây dựng tinh thần truyền thống đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Điểm sáng công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh. Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh là doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp qua 45 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, công ty đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận 13 giống lúa quốc gia là đơn vị trong toàn quốc cung cấp nhiều giống lúa nhất. Tính đến năm 2020, công ty đã nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm trên 600 giống lúa các loại. 13 giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận điển hình như Khang Dân 18, Quy 5, Hương Thơm số 1, DT34, DT37, DT100, Nếp DT52, Ải 32, Lưỡng Quảng 164, Kim Cương 90, Khâm Dục số 2, Hồng Kông 1, Bên cạnh đó là ba giống lúa cũng được Bộ công nhận sản xuất thử. Sau khi công nhận, nhiều giống lúa của công ty không chỉ là giống chủ lực của tỉnh Quảng Ninh mà còn là giống chủ lực của nhiều tỉnh, thành phố khác. Riêng tỉnh Quảng Ninh, các giống lúa do công ty nghiên cứu được ứng dụng gieo cấy trên 39.000 hecta chiếm 70% diện tích lúa của tỉnh, năng suất tăng 7 -9 cho đến tạ trên một hecta làm lợi cho sản xuất trên 30.000 tấn thóc tất cả giống lúa đều được chọn lọc sống kỹ càng khảo nghiệm ở nhiều vùng đất cho năng suất cao có chất lượng tốt góp phần rất lớn cho nền nông nghiệp việt nam Điển hình như giống lúa DT100 mới được công nhận có ưu điểm năng suất cao hơn 10% so với các giống lúa đại trà khang dân, giá trị gạo cao hơn 2.000 cho đến 3.000 đồng một kg, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ tốt. Để sản xuất được giống lúa này, công ty đã nghiên cứu từ năm 2008, trải qua quá trình chọn dòng thuần hóa, duy trì nguồn gen, sản xuất thử từ năm 2017 cho đến 2019 mới được công nhận. Đến nay, giống lúa này đã cung cấp trên địa bàn Đông Triều, Quảng Yên, các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, thành phố Hà Nội. Bên cạnh nghiên cứu sản xuất các giống lúa, công ty còn duy trì, lưu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen giống lúa bản địa như phục tráng thành công, giống nếp cái hoa vàng đông chiều, năng suất tăng 5 đến 6 tạ một hecta, chất lượng ngon, giống bao thai lùn cho các huyện miền Đông, năng suất tăng 6 đến 7 tạ trên một hecta, chất lượng ngon. Với những nỗ lực nghiên cứu và sản xuất các giống lúa, mỗi năm công ty cung ứng được 1.200 tấn giống lúa cấy được trên 15.000 hecta, năng suất tăng 8 tạ trên một hecta làm lợi cho sản xuất được trên 12.000 tấn thóc, đồng thời liên kết sản xuất lúa giống và sản xuất gạo chất lượng cao trên diện tích 260 hecta, sản lượng thu được 1.040 tấn. Theo bà Trần Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Quảng Ninh, những thành công có được là nhờ sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ. Công ty đã đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bị và đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ năng lực để thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất các giống lúa, công ty cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công ty được thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm công ích sản xuất và tiêu thụ thóc giống siêu nguyên chủng theo hình thức ký hợp đồng ổn định từ 3 cho đến 5 năm, thay vì một năm như hiện nay, đề xuất tỉnh hỗ trợ 100% giá giống cho hai giống lúa nếp cái hoa vàng đông chiều và giống bao thai lùn cho đồng bào dân tộc miền Đông, hỗ trợ giá giống cho các giống lúa mới có chất lượng cao thuộc chương trình sản phẩm nghiên cứu Khoa học công nghệ của tỉnh có chính sách hỗ trợ cấp kinh phí để hoàn thành tốt nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn nguồn xen và cung cấp giống phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài điểm sáng công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh. Chuyên mục khám phá trong tuần. Trong chuyên mục khám phá trong tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Cây cầu nối hai miền di sản. Quê ở Hải Dương nhưng làm việc ở Quảng Ninh nên tôi thường xuyên qua lại giữa hai tỉnh này. Giờ đây đường xá đi lại giữa hai tỉnh vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên còn có một sự kết nối khác mà tôi thấy rất gần gũi đó là cây cầu văn hóa khiến cho tôi thấy Quảng Ninh và Hải Dương dường như không có sự ngăn cách nào Phía bắc và đông bắc của thành phố Chí Linh là vùng đồi núi thuộc cánh cung Đông Triều, ba mặt còn lại được bao bọc bởi sông Kinh Thầy, sông Thái Bình và sông Đông Mai. Cánh cung Đông Triều là một trong bốn cánh cung ở miền Bắc Việt Nam, gồm có nhiều dãy núi đan xen và kế tiếp nhau từ Chí Linh qua Quảng Ninh trong đó có dãy Yên Tử kéo dài từ thành phố Uông Bí đến tận thành phố Chí Linh. Đỉnh núi Yên Tử có hình dáng như đầu rồng, còn côn sơn như cái đuôi rồng xòe ra. Núi Yên Tử là núi tổ vì từ đây tỏa ra các nhánh như núi Ngọc, núi Thanh Long, Bạch Hổ. Phía tây của Yên Tử là đất của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. Xưa nay, người ta quen giới thiệu ngọa vân thuộc núi Bảo Đài, Côn Sơn nằm dưới chân núi Kỳ Lân, Chùa Thanh Mai trên sườn núi Phật Tích nay gọi là núi Tam Bảo, thực chất Bảo Đài, Kỳ Lân và Phật Tích đều thuộc dãy Yên Tử, như thế, Yên Tử là một thực thể thống nhất không phân chia địa giới hành chính qua các thời kỳ lịch sử. Núi non trùng điệp của dãy Yên Tử xưa kia có thể ngăn trở bước đi của tiền nhân, từ Yên Tử đến Ngọa Vân, các thiền sư đi dễ mất cả vài ngày, nếu về Thăng Long thì mất đến cả tuần, nhưng cũng chính lịch sử đã kéo những địa danh kể trên xích lại gần nhau hơn. Quan quân nhà Trần đã lấy lim ở Yên Tử cắm xuống sông Bạch Đằng để đánh giặc, còn kiếp bạc cửa Lục Đầu Giang thì như một chốt chặn đường thủy tiếp theo, ngăn cho quân xâm lược không thể tiến sâu vào được kinh thành. Đấy là chuyện cũ kể lại, còn bây giờ sự kết nối đã thuận tiện hơn xưa rất nhiều nhờ có những công trình giao thông. Trước đây từ Đông Triều muốn về quê, tôi đi qua cầu Vàng Chua nối xã Bình Dương với phường Hoàng Tiến thành phố Chí Linh, nếu muốn nhanh hơn và đi bằng xe máy thì tôi qua xã Nguyễn Huệ, vượt đò Đông Mai đò chỉ chờ được xe máy. Bà Nguyễn Thị Nhanh ở làng Đông Mai xã Nguyễn Huệ người đi cùng chuyến đò với tôi kể về tên của con đò. Đò gọi theo tên đất bên sông và có những hai cái tên. Bên này Đông Triều thì gọi là đò Đông Mai, còn bên Chí Linh gọi là đò Văn Đức. Nhằm tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện hơn, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dự án nâng cấp đường và xây dựng cầu Đông Mai từ xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều sang phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có tổng mức đầu tư là 96,115 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4 đồng bằng, có chiều dài tuyến là 5,45 km, điểm đầu giao với quốc lộ 18A tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều, điểm cuối đấu nối với đường bê tông xuống bến đò Đông Mai. Kết cấu mặt đường bê tông dày 24cm, mặt đường rộng 8m, xưa đỏ chỉ chở được xe máy, nay ô tô đã băng qua cầu. Công trình cầu Đông Mai đi vào hoạt động mở ra một tuyến đường trọng điểm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế xã hội giữa Quảng Ninh và Hải Dương. Giờ đây, Văn Đức đã không còn là xã nữa mà lên phường dựa trên sự sáp nhập giữa địa giới hành chính xã Văn Đức cũ với xã Kênh Giang, còn Đông Triều thì đang hướng tới việc trở thành thành phố cửa ngõ phía Tây của Quảng Ninh cầu đã xây xong, đò không còn nữa. Sự thuận tiện hôm nay càng làm tôi nhớ thương về cái thời gian khó còn chưa xa. Thương những con đò, đò đông mai có tự bao giờ, bà nhanh cũng không nhớ nữa. Bà chỉ biết rằng khi bà còn tấm bé đã được ông Thùy là người lái đò già trở qua sông, bà vẫn đi qua đò đông mai hàng ngày. Con sông Cây Giang có người gọi là sông Cây Sắn, thực ra chỉ là đoạn nhỏ hẹp thôi nhưng can cách đôi bờ. Khi ông Thủy quá già rồi thì con trai ông là Nguyễn Văn Ghi lại kế nghiệp cha làm nghề đưa khách qua sông. Anh Ghi kế nghiệp cha và thừa kế cả cái lòng thơm thảo của đấng sinh thành. Mỗi khách qua sông, ông Đò chỉ lấy 3.000 đồng cho mỗi xe máy. Nếu có thêm một người ngồi sau xe như bà Nhanh thì ông Đò lấy 4.000. Về cái độ nhiệt tình của ông Đò thì khỏi phải kể. Ông sẵn sàng đội mưa đội gió bất kể sớm trưa chiều tối để đưa khách qua sông. Có khi chỉ mỗi một người khách thôi ông cũng cho qua. Xưa kia, đường hai bên đò gồ ghề đá sỏi, từ đông chiều về sao đỏ có khi tôi phải đi qua một đoạn đường đất lấm láp vào mùa mưa, bụi mù vào mùa khô. Từ đông chiều muốn ra Chí Linh tôi phải đi lòng vòng. Bây giờ đã có cây cầu Đông Mai mới cứng, có con đường trải nhựa thẳng băng, chỉ còn 12 số đến trung tâm Chí Linh, khoảng cách được rút ngắn, tiện lợi vô cùng. Sự kết nối về điều kiện tự nhiên, kết nối giao thông sẽ kéo theo sự kết nối về văn hóa. Thực tế, Chí Linh nối dài và cùng với ung bí đông triều của Quảng Ninh hợp thành một quần thể di tích liên quan đến nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm. Từ cầu Đông Mai, tôi đi chỉ mấy cây số là đến Côn Sơn Kiếp Bạc. Đó là cả một quần thể di tích nổi tiếng mang dấu ấn một thời hào hùng của dân tộc, đó là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, đền Cao, đền Sinh, đền Hóa, chùa Thanh Mai, đền Gốm, đình Nhân Huệ, nhà cổ Trạng Nguyên, nhà cổ Thượng Tổ, nhà cổ Tiền Ẩn, thành cổ Phao Sơn, vườn cổ Dược Linh, chùa cổ Vân Tiên, tháp Tinh Phi, chùa Sùng Nghiêm. Chùa Côn Sơn là nơi tu hành và viên tịch của quốc sư Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Rồi những con đường đó sẽ dẫn lối du khách lên chùa Thanh Mai xây trên núi Tam Ban, nơi trụ trì của quốc sư Pháp Loa, vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm và cũng là nơi sư Huyền Quang tu hành 6 năm liền. Trong lộ trình từ Yên Tử về Kinh Thành Thăng Long của Trúc Lâm Tam Tổ khi xưa, Chùa Côn Sơn và Chùa Thanh Mai đóng vai trò là cầu nối đặc biệt quan trọng. Đó cũng là những di tích không thể tách rời, có phần hình thành Phật giáo Trúc Lâm. Ở thành phố Chí Linh còn có chùa cổ Vân Tiên ở thôn Kiệt Đạc xã Văn An, nơi xưa kia quốc sư Pháp Loa trụ trì và giảng đạo. Chùa Vân Tiên chỉ là một trong nhiều chùa mà Pháp Loa xây dựng trong suốt 19 năm tu hành. Liên quan đến chiến công nhà Trần có đền kiếp bạc thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cách đó không xa là đền gốm còn gọi là đền Nhân Huệ, nơi thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đấy là chưa kể đền thờ Chu Văn An, Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi là những vị quan lại nổi tiếng thời Trần. Thời Trần, Côn Sơn Đông Triều Yên Tử đều có vị trí chiến lược trên bản đồ quân sự. Những địa danh đó đã kết nối chặt chẽ với nhau, hình thành một thế trận để đánh giặc và chiến thắng. Yên Tử, di tích nhà Trần ở Đông Triều, Côn Sơn Kiếp Bạc và cả di tích chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang đang soi dọi ánh sáng cho nhau, bổ sung cho nhau trong một trình thể vẹn toàn. Vậy thì chẳng có cớ gì mà con cháu hôm nay không kết nối những miền di sản ấy lại để tôn vinh, nâng tầm giá trị, đưa di sản của cha ông đồng hành với chúng ta trên chặng đường xây và phát triển đất nước. Chuyên mục Phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 28 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nội dung như sau: Thực hiện công điện số 1300 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa ổn định phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát vẫn ở mức cao khó lường trong khi chưa có vaccine và thuốc đặc trị COVID-19, phải thích nghi chung sống với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh. Đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững kết quả đã đạt được, tạo điều kiện cho việc đồng thời khởi động mạnh mẽ và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện khẩn và yêu cầu thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, tỉnh ủy, đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố với các điều kiện cụ thể. Cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị triệt để thực hiện phương châm ba trước bốn tại chỗ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Thủ trưởng các sở ngành đơn vị chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế phải trang bị đầy đủ kịp thời phương tiện bảo hộ cho các lực lượng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế, lực lượng công an quân đội đang làm nhiệm vụ chống dịch, không để lây nhiễm chéo, tuyệt đối không được lơ là chủ quan mà để dịch bệnh bùng phát lây lan từ cơ sở y tế. Ngành y tế tăng cường đào tạo tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh, áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch phù hợp đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp trong số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Trường hợp có ca nhiễm bệnh, thực hiện ngay việc khoanh vùng cách ly với quy mô phạm vi thời gian phù hợp, nhanh chóng triển khai truy vết lịch sử tiếp xúc, xét nghiệm đồng loạt và cách ly tập trung trước hết đối với những người có nguy cơ. Các cơ sở y tế ra soát lại kịch bản, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ quản lý, đội ngũ bác sĩ, người phục vụ bệnh nhân và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất nhân lực để ứng phó tại chỗ với dịch bệnh, tránh di chuyển bệnh nhân nhiều. Thực hiện thông tin, quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý mãn tính khác, hạn chế di chuyển tránh tiếp xúc để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục đẩy mạnh việc khám bệnh từ xa, khám bệnh tại nhà, tiếp tục thực hiện không cho người vào thăm bệnh nhân trong bệnh viện, hạn chế tối đa người nhà chăm sóc bệnh nhân trong thời gian này, chỉ cho phép đối với các trường hợp thực sự cần thiết theo quy định. Ngành y tế chủ động chịu trách nhiệm sẵn sàng nhân lực, vật tư hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các cơ sở y tế, cơ quan chủ quản của cơ sở y tế chịu trách nhiệm về kết quả phòng chống dịch tại cơ sở y tế và địa bàn phụ trách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, giám đốc Sở Y tế, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài về nước và cách ly trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra giả soát quy trình cách ly tại các cơ sở lưu trú, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Dừng tổ chức cách ly tại các cơ sở có chất lượng dịch vụ thấp, không đảm bảo an toàn, không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch. Thực hiện việc quản lý chặt chẽ chuyên gia lao động nước ngoài và các trường hợp nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày, giám sát toàn bộ quá trình di chuyển tiếp xúc làm việc trong thời gian tại địa phương thực hiện xét nghiệm COVID-19 hai ngày một lần theo quy định của Bộ Y tế, chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà máy, xí nghiệp, nơi chuyên gia lao động nước ngoài đến làm việc, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, Bình Liêu tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn kịp thời việc nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương kiểm tra công tác cư trú của người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú lao động làm việc bất hợp pháp. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh xây dựng kịch bản tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần để thông tin đến người dân không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm triệt để các quy định về phòng chống dịch, tăng cường công tác vận động nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp, chợ đầu mối, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch. Từng địa phương cần tính toán căn cơ việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và không để tác động xấu đến các hoạt động kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập, đời sống tâm lý tình cảm của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp hoặc thông tin phản ánh xin gửi về ban biên tập phát thanh Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay do Thu Trang biên tập cùng với sự tham gia của kỹ thuật viên Vũ Yên, phát thanh viên Thu Trang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung chương trình Trịnh Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo. Sự tiếp theo. Sự tiếp theo